Kính chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang và tôi là Hoàng John. Thế thì tôi phải làm một cái video clip rất sớm để mà có thể là trao đổi các bạn kỹ hơn về cái tin, nó gọi là cái tin mà bên phía cái đội, cái team của anh Trương Chư Hữu Danh, anh Thắng Sói và cái gọi là cái team báo sạch ạ. Thì vừa rồi này, họ giật một cái tít, gọi là đưa ra một cái tin gọi là tin cực sốc. Đó. Thế nào là cực sốc? Đó. Thế thì là để mà chia sẻ cho các bạn có một cái nhìn nó tổng quan và dễ hơn ấy, thì các bạn có thể là nhìn đến trên màn hình thì mới thấy rằng á, cực sốc ở đây á, là bên chỗ anh Trương Châu Hữu Danh, anh ấy đưa ra một số cái chứng cứ mới mà dân tình mình hay gọi là cứ đưa ra một cái tài liệu gì đó, và lúc đấy thì họ gọi là đấy là cái chứng cứ mới. Thì liệu đây có phải là cái chứng cứ mới hay không? Đó. Và cái việc này nó có ảnh hưởng gì đến cái kết luận của bên phía cơ quan điều tra và bên phía cái 17 vị trong hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao hay không? Thì tôi xin chia sẻ cho các bác như thế này. Đó. Để các bác có thể hiểu rõ hơn một chút. Khi phân tích vấn đề ấy, thì rất trong rất nhiều cái video clip trước ấy, thì tôi cũng đã phân tích rồi. Cái việc mà đưa ra những cái chứng cứ hay là đưa ra những cái luận điểm để mà bảo rằng Hồ Duy Hải vô tội, đó là cái cực kỳ khó ở trong cái điều tra hiện nay. Và cái cách để Hồ Duy Hải có thể được tự do, nhưng mà cách dễ dàng hơn ấy, gọi là bước 1 ấy, thì đó là cái cách mà chúng ta phải đi sâu vào cái việc mà sai sót trong bên tố tụng điều tra. Đấy. Chúng ta phải đi sai sót vào đó để mà chúng ta đưa ra một cái kết luận rằng là thứ nhất, đó không phải là sai sót mà đó là một cái vi phạm nghiêm trọng. Cái thứ hai nữa là chúng ta đưa ra một cái nhận định rằng là bởi vì là sai sót vi phạm nghiêm trọng cho nên là các chứng cứ không đủ để buộc tội, không đủ để buộc tội Hồ Duy Hải. Chính là vì thế kể cả vụ án có kết thúc mà không tìm được hung thủ, hoặc rằng Hồ Duy Hải chính là kẻ giết người hay là người vô tội, cái đấy không quan tâm. Mà cái quan trọng rằng Hồ Duy Hải được tự do và dựa trên một cái thứ nó tôn trọng và căn cứ vào mặt pháp luật. Đấy. Thế thì cái việc mà anh Trương Châu Hữu Danh ấy, anh ấy giật tít rằng chấn động vụ án Cầu Voi thì Viện trưởng Viện Kiểm sát tỉnh Long An đã xác định giờ chết thì là 10 giờ. Thì dựa trên cái căn cứ mà anh ấy đưa ra hai cái chứng cứ. Một là các bạn có thể nhìn thấy ở trên màn hình, đó là cái báo cáo ban đầu. Mà cái báo cáo ban đầu á, đấy, thì các bạn có thể nhìn thấy rằng là bên khám nghiệm tử thi, đấy cái quan trọng nhất ấy, là bên khám nghiệm tử thi, là họ xác định rằng là chết sau ăn khoảng 24 giờ. Đấy, các bạn có thể là đọc kỹ cái phần đấy ở trên Facebook anh Trương Châu Hữu Danh. Đây là hai cái biên bản của họ. Đấy là một. Cái thứ hai ấy, là cái thứ hai mà bên 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 báo sạch ấy, để mà làm vận động ấy, để mà các bạn có thể nhìn thì đây, đó là cái gọi là cái bút lục số 61. Cái bút lục số 61 này thì nó có cái ngày tháng đề là vụ án xảy ra vào ngày 14 tháng 1 năm 2008. Điều đó có nghĩa rằng là theo cái suy luận logic ở đây, tôi nói luôn là logic của anh Danh, logic của anh Thắng và logic của cái phe gọi là phe biện hộ vô tội ấy, thì là cái vụ án nó xảy ra vào ngày 14, và xảy ra vào ngày 14 thì có nghĩa rằng là sao ạ? Thì có nghĩa rằng là cái thời gian tử vong và ấy nó phải qua 24 giờ. Đấy. Thì xin thưa với các bác rằng là đêm qua thì tôi cũng đã đọc cả hai cái này rồi. Đấy. Cả hai cái này rồi và tôi cũng đã nghiên cứu kỹ rồi để mà tôi kết luận cho các bác theo cái chiều hướng suy luận của tôi như thế này. Để các bác thể rõ ràng hơn nhé. Cái thứ nhất ấy, gọi để mà có thể là tái thẩm điều tra lại cái vụ mà Hồ Duy Hải này thì nó phải có chứng cứ mới, và chứng cứ mới nó phải làm gọi là thay đổi cơ bản cái bản chất của vụ án. Đấy là trong luật của điều trong luật tố tụng hình sự điều 404 mà các cơ chế để mà tái thẩm lại sau khi cái bản án, sau khi cái kết luận của phiên giám đốc thẩm đã có hiệu lực. Đấy. Thì đấy là cái để mà làm. Nhưng ấy, tôi xin phép với các bác rằng là cái này, hai cái chứng cứ này mà bên phía của anh Thắng Sói với cả anh Trương Châu Hữu Danh đưa ra nó không phải là chứng cứ mới. Đấy. Những cái thứ này ở bên cơ quan điều tra cộng với cả bên kiểm sát chỗ anh Lê Minh Trí, anh ấy đã có từ lâu rồi. Đấy.
Cái việc đưa lên như thế này á, nó là làm hại cái công cuộc của bên phía anh Lê Minh Chí, chứ không phải là làm cho tốt đẹp lên đâu. Đấy là xin thưa với các bác như thế. Thiên hạ thì luôn thích những vụ án oan, và hung thủ thì là người vô tội. Đấy. Nhưng mà để mà có được thu hút được cái sự quan tâm, cái lòng xót thương và sự đau xót của cộng đồng ạ, để mà thỏa mãn một cái tôi, đó là cái sự phản bác chính quyền. Đấy. Thì cái này, bởi vì họ mất niềm tin vào chính quyền mà, thì cái này báo cáo với các bác là không dùng được. Đấy. Bởi vì không dùng được là tại sao? Bởi vì thứ nhất, các bạn quay trở lại cái biên bản mà báo cáo ban đầu á, thì chỉ nói rằng là cái khoảng thời gian, các bạn ghi lưu ý từ khoảng nhé, cái từ khoảng khoảng 21 giờ chẳng hạn đấy, thì cái khoảng 21 giờ đấy là nó có dung sai, nghĩa là có sai lệch, gọi là cộng trừ. Cộng trừ thì cộng trừ bao nhiêu, với một số các gọi là dữ liệu chính xác thì người ta có thể cộng trừ trong vòng 30 phút, có nghĩa là nghĩa là thời gian, nghĩa là cái thời điểm vụ án có thể là xảy ra vào lúc 21 giờ rưỡi hoặc là 8 giờ rưỡi, 20 giờ 30. Thế thì nó cũng chẳng làm thay đổi cái gì cả. Thứ hai nữa là một cái biên bản của pháp y, thì biên bản của pháp y thì bảo rằng là nạn nhân chết 24 giờ sau ăn. Đấy, khoảng 24 giờ sau ăn thì tử vong. Thế thì khoảng thời gian 24 giờ sau ăn tử vong thì để phải xác định cái bữa ăn cuối cùng. À đúng ạ. Nếu mà xác định bữa ăn cuối cùng mà không xác định được thì cũng dở. Đấy là một. Hay thứ hai nữa là kể cả có xác định bữa ăn cuối cùng đi chăng nữa thì cái việc mà có cái độ mâu thuẫn ở trong chính cái biên bản này, đó là 21 giờ hay là sau 22 giờ hay là sau 24 giờ, thì nó có cái sự mâu thuẫn ở trong này. Đó. Mà cái mâu thuẫn này ấy, là con người mà cực kỳ gọi là am hiểu pháp luật, am hiểu điều tra, là anh Lê Minh Chí đấy, thì ở viện trưởng ấy, kiểm sát nhân dân tối cao, thì anh ấy cũng đã nói rồi, trong cái kháng nghị lên ấy, thì anh cũng đã rõ ràng là cái điểm kháng nghị là không làm rõ được thời gian chết, nghĩa là thời gian tử vong, có nghĩa rằng là các phiên bản mâu thuẫn nhau, các khám nghiệm tử thi hiện trường nó được làm sơ sài sai sót, từ đấy rằng chúng ta không xác định được rằng là cái thời điểm nạn nhân tử vong là thời điểm nào đó. Và từ đó cái thời điểm tử vong mà không xác định được như thế thì rõ ràng là những cái suy luận còn lại và những cái nó gọi là khoanh vùng nghi phạm còn lại là không không thể xác định được. Đấy. Mà những cái chứng cứ ngoại phạm hay là chứng cứ để mà kết tội thì cũng cũng bị gọi là bay màu hết, tôi gọi là bay màu hết. Là bởi vì tại sao? Chúng ta mà nếu mà nạn nhân mà chết sau 23 giờ thì anh ấy đâu có phải là chứng cứ ngoại phạm đâu ạ. Có đúng không ạ? Đấy. Thế cho nên làm thế nào để xác định vào lúc 21 giờ thì cái việc này nó đang mâu thuẫn. Đấy. À, mâu thuẫn thì phải đánh giá thì phải đánh giá nó vào đó. Thì cái biên bản này mà phía anh Trương Châu Vô Hữu Danh cộng với cả là anh Thắng Sói giật tít lên ấy thì tôi nói luôn là nó không tốt cho cái công cuộc của anh Lê Minh Chí. Đó là bởi vì tại sao? Bởi vì thứ nhất là anh chị đã nói rồi. Cái thứ hai, cái việc rò rỉ tài liệu bây giờ nó không cần thiết nữa. Cái việc gây áp lực dư luận lên một cái vụ án là nó cũng không cần thiết nữa. Đấy. Mà ở đây á, nó chỉ thỏa mãn được cái thứ nhất rằng á, là càng đưa ra như thế này thì bên phía của anh Trương Hòa Bình, anh Nguyễn Hòa Bình anh ấy càng thích. Đến thời điểm anh ấy thích rồi. Đấy. Và rõ ràng là khi càng thích thì như thế thì anh ấy càng có cái cớ để mà vặn vẹo, có cái cớ để mà thậm chí là bảo là khởi nghĩa là làm rò rỉ tài liệu và làm cái tội đó. Thế thì toàn bộ những cái ở trong này nó không làm lợi cho anh Lê Minh Chí là một. Cái thứ hai nữa là nó không làm lợi cho Hồ Duy Hải. Đó. Thế thì bên kia người ta càng cứng đầu thì bây giờ họ càng cứng đầu hơn. Có đúng không ạ? Khi chúng ta ép con người ta nó vào đường cùng á thì người thì cái năng lượng của người làm đường cùng đấy họ bùng lên rất là mạnh. Mà như thế là chúng ta lại phải càng mất thêm nhiều sức lực nữa để mà có thể là chiến thắng trong cái công cuộc mà cái trận chiến rất là quan trọng này. Đúng không ạ? Đấy. Thế thì anh Thắng Sói với cả là anh Trương Châu Hữu Danh thì tôi khuyên thật là các anh nên tập trung vào một số cái vụ khác. Những cái vụ Hồ Duy Hải này chúng ta chỉ ở mức độ bình thường thôi. Đấy, nghĩa là bây giờ chúng ta chỉ cập nhật những cái thông tin bình thường thôi. Chứ còn gây áp lực lên nữa là nó không ổn. Đấy là về mặt gọi là khi chúng ta tư duy thì chúng ta phải như cái dòng nước ấy, giống như Lão Tử, những dòng nước chúng ta bẻ nó đi và chúng ta làm sao ấy, để mà đạt được cái mục đích của mình. Đấy, nước thì luôn chảy chỗ trũng. Và nước ấy thì phá được cả đá. Đấy, nước thể xuyên qua bất cứ đâu. Chứ không phải là như cứng như hòn đá rồi chúng ta phang bọc vào nhau thì kể cả chúng ta có thắng đi chăng nữa thì chúng ta cũng bị sứt mẻ là điều đương nhiên. Đấy. Và như thế thì nó không phải là cái điều
nó tốt đẹp gì cho chính Hồ Duy Hải. Cá nhân tôi thì đánh giá rằng là cái việc giật tít gọi là chứng cứ mới này, cộng với cả là suy diễn, tôi gọi là suy diễn những cái dòng, ví dụ như là dòng gọi là báo cáo nhanh của bên viện trưởng viện kiểm sát, cái báo cáo đấy là vào ngày 14, nhiều khi họ báo cáo cái vụ án đấy là xảy ra vào ngày 13 tháng 1 năm 2008, báo cáo đấy ngày 14 thì rõ ràng là cũng giống như bất kỳ ai, con người ta khi báo cáo vội lên như thế thì rõ ràng có một hai cái sai là cái điều cũng bình thường đấy. Đó cũng giống như cái suy luận của chúng ta khi nói rằng là Hồ Duy Hải thỉnh thoảng khai sai một vài chỗ cũng là bình thường, bởi vì người ta đang ở trong cái sự vội vàng, người ta đang ở trong cái sự bất an, thế cho nên có vài cái sai sót. Chính dùng cái luận điệu đấy thì họ chính là để dùng cái luận điệu của chúng ta để mà gỡ lại cho họ đó, có đúng không bác? Đấy. Thế cho nên rằng ấy, cái việc mà anh Trương Chiêu Hữu Doanh, anh Thắng Sói rồi cái tin báo sạch mà đưa lên này lên thì tôi đảm bảo rằng nó có hợi, nó có hại hơn là có lợi. Và như thế rằng là nó chỉ gọi là một số người không hiểu biết, một số người chỉ nhìn rất tít đấy, một số người không đọc cái biên bản đấy, mà cuối cùng là một số người đấy là sẽ kết luận đấy, kết luận theo cái logic của họ và bảo rằng là tất cả đều sai, và như thế thì Hồ Duy Hải là vô tội. Không nha, không nha các bác nha. Đấy, chúng ta đi theo hướng đường đấy là chúng ta gọi là đi ngay lập tức, fail ngay lập tức, và như thế thì không ai cứu được đâu ạ. Đấy, ví dụ chúng ta cần chỉ cần muốn chân thắng chiến thắng, muốn thắng cái trận thắng này, bên khách bên phía địch nó có gọi là 8 phần sức mạnh thì chúng ta chỉ cần dùng 6 phần sức mạnh chúng ta thắng rồi. Nhưng nếu mà chúng ta cứ dùng gọi là hết sức lực đi mà chúng ta đi đánh vào họ thì rõ ràng là họ bắt đầu họ chỉ có 8 sức mạnh thôi, nhưng họ lên đến 12, và lúc đấy chúng ta có dùng đến 13 sức mạnh chúng ta thắng được họ thì cái thiệt hại của chúng ta cũng là vô cùng lớn. Thế là xin báo cáo với các bác là như thế đó. Thế thì rằng là để qua đó là các bác thấy rằng là cái công cuộc của Hồ Duy Hải, những người thực sự muốn cứu Hồ Duy Hải, ở đây tôi nhấn mạnh từ thực sự muốn cứu Hồ Duy Hải, muốn cứu cái nền tư pháp của Việt Nam, muốn cứu đến hàng triệu, hàng vạn người, hàng triệu người khác không phải lâm vào cái hoàn cảnh đó nữa, thì người ta làm nó khác hơn nhiều đó, nó làm nó khác hơn nhiều đó. Chứ không phải là một cách hời hợt như thế này, làm một cách gọi là truyền thông nó hơi qua lố lên như thế này đó. Thì ở đây là tôi xin trình bày cái quan điểm của tôi, xin cảm ơn tất cả các bác đó, mong các bác một ngày mới thật là tốt lành.